vị và các bạn, thực hiện đề án số 21 DATU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của tỉnh ủy Cao Bằng về nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030 và triển khai thực hiện từ năm 2020. Theo đó, các giải pháp cần triển khai thực hiện đó là tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, phát triển sản xuất và giả soát đất đai để thực hiện đề án nông nghiệp thông minh trong ba lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và phát triển lâm nghiệp. Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030 là đề án lớn bao trùm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp. Đây đều là những thế mạnh của tỉnh Cao Bằng. Trước đây, khi nền nông nghiệp còn lạc hậu, các sản phẩm truyền thống chỉ là sản phẩm tự cung tự cấp, đảm bảo lương thực thực phẩm tại chỗ, chứ chưa thành sản phẩm hàng hóa chiếm lĩnh thị trường. Ngày nay với công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, chiếm lĩnh thị trường, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên từng diện tích canh tác. Một trong số các giải pháp thực hiện đề án nông nghiệp thông minh là tập trung chỉ đạo xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền về chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến quán triệt đề án của tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân với các hình thức tuyên truyền vận động phong phú đa dạng như tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên các cấp tuyên truyền trong các tổ chức đảng cơ quan đoàn thể tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng các ấn phẩm trang tin điện tử công nghệ thông tin điện tử tuyên truyền cổ động trực quan xây dựng cụm pano tuyên truyền các khẩu hiệu tranh ảnh tờ rơi thực hiện tuyên truyền các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực sản xuất gắn với triển khai các nhiệm vụ đối với lĩnh vực trồng trọt tuyên truyền việc thực hiện liên kết tập trung đất đai để thực hiện các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, việc sử dụng các giống cây trồng năng suất chất lượng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tuyên truyền người dân, việc hỗ trợ đất đai giải phóng mặt bằng các dự án chăn nuôi tập trung, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp tuyên truyền về tập trung đất đai, liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong trồng rừng, tuyên truyền phát triển các cây lâm sản ngoài gỗ đặc hữu, trúc, quế, hồi, cây dựng liệu, đồng thời tăng cường tuyên truyền về các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý sản phẩm. Để thực hiện có hiệu quả đề án nông nghiệp thông minh, Bước tiếp theo là xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất, theo đó cần ra soát, đánh giá danh mục 18 dự án gồm trồng trọt 5 dự án, chăn nuôi 7 dự án, lâm nghiệp 6 dự án thuộc đề án nông nghiệp thông minh để xem xét xây dựng kế hoạch chi tiết, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án. Trong đó trồng trọt tập trung dự án vườn ươm sản xuất giống cây trồng, tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án trồng cây ăn quả, cam quýt, chanh leo rẻ, cây gừng nghệ, rau tại các địa phương. Chăn nuôi tổ chức làm việc với các nhà đầu tư đang triển khai 7 dự án chăn nuôi để đánh giá hiện trạng triển khai của dự án và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình cụ thể của việc ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với từng dự án. Lâm nghiệp tập trung dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp phục vụ nhu cầu trồng rừng, trồng lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các ban quản lý rừng, các địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trồng rừng theo kế hoạch đề ra hỗ trợ khuyến khích việc thành lập mới các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hoặc phối hợp tham gia trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Xây dựng tài liệu ấn phẩm xúc tiến đầu tư, ấn phẩm quảng bá tiềm năng lợi thế cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, bám sát theo các nội dung của đề án, phấn đấu hoàn thành trong quý 3 năm 2020 thực hiện chuyên đề quảng bá xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, các cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ trợ đầu tư. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp dự kiến trong quý 3 năm 2020. Tổ chức làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tập đoàn TH, công ty Hightech Farm Hàn Quốc. Để tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư, về các dự án nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hợp tác xã nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, hiến kế của các doanh nghiệp, những bất cập khó khăn hạn chế trong việc đầu tư để có các giải pháp tháo gỡ, dự kiến vào quý 3 hàng năm bắt đầu từ năm 2021 tham gia các diễn đàn hội thảo hội nghị các sự kiện xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài để thu thập trao đổi thông tin dữ liệu về đầu tư đồng thời quảng bá môi trường đầu tư danh mục mời gọi đầu tư của tỉnh đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức đào tạo tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư về nông nghiệp tại các đơn vị địa phương lựa chọn cán bộ tham dự các chương trình đào tạo tập huấn về xúc tiến đầu tư do bộ ngành trung ương các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh thành cùng với đó là thực hiện ra soát diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp và dự kiến các vùng sản xuất có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương trong đó lĩnh vực trồng trọt trên cơ sở các quy định về nông nghiệp công nghệ cao của các bộ ngành trung ương tiến hành xây dựng các tiêu chí cụ thể phù hợp với tỉnh cao bằng và tổ chức hướng dẫn các địa phương giả soát xác định dự kiến các diện tích phát triển trồng trọt công nghệ cao để đưa vào kế hoạch sử dụng đất từng năm tổ chức khảo sát địa điểm chuẩn bị làm việc với các đơn vị triển khai xây dựng vườn ươm nhà sơ chế nhà bảo quản phục vụ sản xuất chế biến tại các địa phương Lĩnh vực chăn nuôi, tập trung giải phóng mặt bằng dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, tạo mặt bằng sạch để triển khai xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa tại Lũng Tén, xã Đại Sơn, Lũng 10, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bò sữa tại các huyện Quảng Hòa, Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh. Tổ chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số dự án như dự án trang trại lợn giống ngọc khê trùng khánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân sơn khánh dự án trang trại chăn nuôi thông hề 2 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu cao bằng đối với lĩnh vực lâm nghiệp tổ chức ra soát rừng phòng hộ ít sung yếu chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp tổ chức làm việc với các địa phương để xác định diện tích cụ thể triển khai trồng rừng gỗ lớn gỗ nhỏ lâm sản ngoài gỗ cây dược liệu xác định diện tích rừng của các dự án trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn doanh nghiệp, chủ đầu tư có phương án trồng rừng thay thế theo quy định, tăng cường hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đất đai của các dự án đã được ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư để sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức giả soát thu hồi diện tích đất đã giao cho các công ty đơn vị sử dụng không hiệu quả hoặc chưa sử dụng để giao cho các tổ chức cá nhân, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp triển khai các hình thức tập trung dụng đất, đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi giá trị hàng nông sản, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ việc liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp và người dân. Để phát triển nông nghiệp ổn định và lâu dài, trước đó ngành nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho tỉnh, thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 31 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 1857 tỷ đồng. Hiện có 28 dự án đang tiếp tục triển khai đầu tư với tổng vốn 1229 tỷ đồng. Có hai dự án được hỗ trợ kinh phí theo nghị quyết số 58 Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số tiền 2 tỷ 693 triệu đồng. Ba dự án đang trong quá trình thẩm định hỗ trợ đầu tư các chủ đầu tư đang bổ sung các thủ tục hồ sơ để xem xét trình ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định hỗ trợ. Bên cạnh đó còn tích cực hỗ trợ cho một số tập đoàn triển khai thủ tục đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại huyện phục hòa. Công ty cổ phần dược liệu Cao Bằng đầu tư trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại khu vực phía đén huyện Nguyên Bình. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tổ chức các hội trợ thương mại hội trợ nông sản đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã đề ra các mục tiêu giải pháp về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó quy hoạch các vùng để ổn định sản xuất, vùng phát triển sản xuất tập trung các cây trồng vật nuôi chủ lực, xây dựng vùng nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với các cây trồng vật nuôi có tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tỉnh cao bằng phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm có năng suất chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Gap, Global Gap, hữu cơ, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu nhu cầu trong và ngoài tỉnh, đồng thời phục vụ cho xuất khẩu, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể là đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông minh công nghệ cao như nhà lưới, nhà kính, chủ động kiểm soát nhiệt độ, điều tiết nước tưới tiêu tự động cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất sản lượng và giá trị kinh tế, vận dụng tốt các cơ chế chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp. Đặc biệt là giải quyết những khó khăn vướng mắc về đất đai, nguồn vốn, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất chăn nuôi tiếp cận cơ chế hỗ trợ ưu đãi của tỉnh, tiến hành hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, tập trung ưu tiên xây dựng nông thôn mới và có chính sách hỗ trợ tại các huyện khó khăn, địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình phương và ngành nông nghiệp cũng xác định rằng sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ mục tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển thôn của năm 2020. Đồng thời cũng là một năm cuối để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Để đạt được cái mục tiêu đó, chúng tôi xác định rất rõ trên từng lĩnh vực. Một là lĩnh vực trồng trọt sẽ phải tập trung vào nâng cao năng suất những cái cây trồng truyền thống mà trong năm 2019 thì đã khẳng định rất rõ về cái nội dung về cái, cái 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 nội dung này đã có phần rất lớn cho việc mà tăng trưởng cái giá trị sản xuất ở trong lĩnh vực trồng trọt và nội dung thứ hai nữa cũng cần phải tập trung là tiếp tục duy trì và phát triển diện tích sản lượng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như là những loại nhóm cây về cây ăn quả, về chanh leo, về lê, rồi những cây có múi. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, phân đấu đạt được mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp năm 2020 như tổng sản phẩm nông lâm ngư nghiệp tăng 3,11%, tổng sản lượng lương thực ước đạt 277,9 nghìn tấn, tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 55%, số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở tăng 10%, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 40 triệu đồng trên 1 hectare, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án dự án phát triển nông lâm nghiệp đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất tăng cường liên kết trong tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản tiếp tục ra soát và xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các chính sách khuyến khích doanh nghiệp các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn